Chào bạn, nay ngày 30 tháng 4 năm 2024, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Phoenix FR100 khung sườn nhôm. Màu sắc con xe màu đen. Tay đề Shimano, xe được trang bị cấu hình là 2 đĩa và 7 lip. Giá xe đang được bán với giá 5.250.000. Màu đen. Tay đề lắc Shimano Tunay 27. Bi đông mô tăng nhôm, sườn nhôm, ngàm thắng gom. Khung sườn nhôm, dây âm sườn, bi đông mô tăng nhôm. Phoenix FR100. 2 đĩa và 7 lip. Niền nhôm, niền Phoenix, bánh trước, bánh sau sử dụng bạc đài. Dây âm sườn màu đen, cùi đề đĩa Shimano Tunay TZ, giò dĩa Phoenix, $5.250.000, 2 đĩa. Sơn là sơn 7 và lip xe được trang bị lip 7, cùi đề lip Shimano Tunay TZ, 2 đĩa và 7 lip, màu đen, chữ trắng. Giá 5.250.000. Chế độ bảo hành như sau: khung xe bảo hành 2 năm, đề lip là hỗ trợ sửa chữa miễn phí, vỏ, ruột, bạc đàn không bảo hành. Cùi đề lip Shimano Tunay TZ, lip là lip 7, sơn là sơn 7, niền nhôm, ngàm thắng gom. Van vòi, van xe máy, vỏ CST, recall. Size vỏ xe được trang bị size vỏ 700x25. Tên xe, thương hiệu xe Phoenix FR100. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937 009995. Chào các bạn.